Tuấn Tú, pha nhà bóng của Nghiêm Xuân Tú, bóng chờ nguyên cho Xuân Tú, vẫn đang là Xuân Tú, rất tốt, rồi ta bóng, đánh vào, 2-0. We'll be right back.
Và như vậy là trọng tài Phùng Đình Dũng đã hô còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tam Quảng Ninh và Đồng Tháp. Kết quả cuối cùng, đội chủ nhà cho dù đã không có thêm một bàn thắng nào trong hiệp hai nhưng họ vẫn có được chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa giải với tỷ số 4-0 trước cao thủ Đồng Tháp. Bốn bàn thắng của cao thủ chủ nhà được ghi nhận với cú đúp dành cho tiền đạo người Nga. Can you hear the heart?
chỗ và sau đó là tình huống đánh đầu, đưa bóng đi vào cột gần. Hải Phòng cũng đã tìm được một bàn thắng danh dự. Của sự can thiệp đối với trung vệ Lancho và trung vệ Thanh Hào và cầu thủ của Hải Phòng ghi được bàn thắng. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Than Quảng Ninh và Hải Phòng, với kết quả các cầu thủ Than Quảng Ninh giành chiến thắng với tỷ số 4-2, trong đó có một hat-trick dành cho Diachenko và còn lại được ghi bởi Hải Huy. Hai bàn thắng của Hải Phòng đều được thực hiện bởi các trung vệ là Hoài Dương và Viết Nguyên. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh ra sân trong bộ trang phục áo xanh quần trắng sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị các bạn. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu. Không ai nghĩ là họ có thể cùng nhau ra sân trong một trận đấu ở điểm xuất phát. Và xoay người và dứt điểm ngay ở trong khu vực 16.
6m50 nhưng bóng lại không đi trúng khung thành. Đó là cơ hội tốt nhất mà Hà Nội đã sở hữu kể từ đầu trận. Và những điểm phá bóng và dứt điểm bắn chân trái. Chưa có một tình huống tranh chấp tay đôi nào mà các trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đánh đâu. Một chút nữa thôi đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Than Quảng Ninh. Và đó là pha băng vào của Ma Hồng Quân. Chơi như thế này thì quá đáng lo cho hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô. Có quá nhiều khoảng trống. Phía sau Ma Hồng Quân còn có cả Jamie Lynch nữa. Và chẳng có ai theo kèm đối với những cầu thủ này. Rất nguy hiểm cơ hội dành cho Ibukami. Bàn thắng được ghi dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ngay lập tức đã phát huy tác dụng. Và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì đang ra dấu cho các cầu thủ dự bị khởi động để sẵn sàng bất cứ thời điểm nào. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian thi đấu đã trôi qua. Nhưng vào thời điểm này thì họ đã mắc một sai lầm để cho Ibukami ghi bàn. Và bóng mà Ibukami không bị thổi phạt biệt vị và anh đã vượt qua cả thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trước khi đưa bóng vào lưới trống. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Ibukami. Người tưởng như là đã hết rồi để cống hiến cho Hà Nội ở mùa giải năm nay, nhưng đã được đăng ký bổ sung thay thế cho Romario giai đoạn lượt đi này. Jeremy Lynch, Nhật Minh, Jeremy Lynch, 3-1 cho Than Quảng Ninh. Bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà trong trận đấu này. Cú đúp của Jeremy Lynch và cách biệt hai bàn được tái lập trên sân Cẩm Phả. Tỷ số đó là 3-1. Và có lẽ là cũng là sự thất vọng chung của một loạt những cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội không thể thi đấu trận đấu này bởi chấn thương. Hết sức mất tập trung, không có ai hỗ trợ cả. Không có ai kịp thời có mặt ở điểm nóng thì bóng bật ra và Jeremy Lynch thoải mái ra chân để đánh bại thủ môn Văn Công lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng được nhen nhóm lên cho câu lạc bộ Hà Nội từ pha lập công của Jeremy Lynch, của Ibukami. Bây giờ phải nhận thêm một gáo nước lạnh nữa. Đứng trước bóng đang là Fagan và Jeremy Lynch. Fagan rất nguy hiểm. Và tiếng còi của trọng tài Hoàng Thanh Bình đã cất lên. Kết quả cuối cùng cuộc đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội trên sân vận động Cẩm Phả là 3-1. Bàn thắng của Mạc Hồng Quân và cú đúp của Jeremy Lynch mang lại cho Than Quảng Ninh một thắng lợi xứng đáng trong trận đấu này, trận đấu đầu tiên khi họ trở lại với sân Cẩm Phả trong đấu trường V-League 1. Một trận đấu mà dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là hoàn toàn được ghi nhận, hết sức ấn tượng. Trong cuộc đối đầu mà mọi thứ đều diễn ra tốt với Than Quảng Ninh từ phương diện phòng ngự cho tới tấn công. Trong khi đó thì Hà Nội sau trận thua này đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Một vấn đề mà tất cả đều đã chỉ rõ với sự thiếu hụt về mặt lực lượng, nhưng họ không biết sẽ phải giải bài toán này như thế nào với những sự lựa chọn vào thời điểm hiện tại. Tỷ số cuối cùng của trận này là 3-1. Than Quảng Ninh có thắng lợi đầu tiên ở mùa giải năm nay. Còn đối với nhà đương kim vô địch, đây là thất bại đầu tiên trong mùa giải mới. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tổng hợp trận đấu giữa hai câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hà Nội của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.